Chào các bạn nhé, chào các anh em diễn đàn nhé, mình chỉnh điện thoại chút. Rồi hôm Dạ nay đề rồi, tài cũng đến anh với mình. bác không? Dạ đúng anh. Rồi cái nào Giúp cho con cháu ôn lịch sử, tìm hiểu về lịch sử và lịch sử cha anh đã đánh đuổi ngoại xâm như thế nào. mỗi lâu lâu thì anh em mình thì cũng lên làm cái live nói về quan hệ Việt Nam Trung Quốc, quan hệ Việt Nam Mỹ, quan hệ Việt Nam Nhật Bản với các nước Việt Nam Pháp. Chúng ta cũng nên làm đối pháp với Nhật, chúng ta phải nên làm Mỹ, chúng ta phải nên làm những chương trình như vậy để cho thứ nhất nó có tính công bằng, thứ hai để lỗ lời chữ nữa, thứ hai là để là các anh các chị quên thì mình chào các bạn nhé, để các anh các chị ba que, các anh các chị biết là dân tộc Việt Nam là không nề hà bất kể một kẻ thù nào. Tức là chúng ta Dạ chưa đúng mạnh anh. nhất thế giới, chúng ta chưa mạnh thế giới, nhưng mà không kẻ thù nào mạnh nhất thế giới đánh được ta cả. Chúng ta khẳng Dạ. định chúng ta không phải là cường quốc nào thế giới, nhưng mà chưa cường quốc mà đánh được Việt Nam. Đó, Việt Nam như vậy thì anh cũng nói thưa qua các bạn nghe là mình cũng nên ôn lại lịch sử, không phải là để là bài bài xích chẳng hạn, hoặc là để làm gì, nhưng mà để chúng ta nhắc lại lịch sử đất nước ta như vậy để nhân dân ta và anh em bạn bè ta ôn lại lịch sử thôi, chứ không làm những chất hận thù bài xích ai cả. Việt Nam mình Dạ đúng có anh. Việt Nam mình để nói các bạn em thưa quan nghe, nó có truyền thống 45.000 năm lịch sử. Khi mà chiến đấu với kẻ thù thì chúng ta rút vừa gươm ra, nhưng mà khi đã xong rồi thì ta lại cất gươm đi, thì chúng ta có câu chuyện là rùa vàng trả gươm, gươm máu rùa vàng. Em thưa quan nghe bài hát đâu, Dạ. đúng rồi. Vua gì vua lợi vua gì đi chiến đấu với quân ngoại xâm về về trả lại cho rùa hồ gươm thành rùa vàng. Khi nó hòa bình Dạ. rồi thì mình nói không có phải, không các bạn thì tìm hiểu là mình nói liên tiền có gì sai thì xin lỗi các bạn. Tức là người dân tộc ta là khi chiến tranh thì cả dân tộc gồng mình ra đứng lên chống chọi bảo vệ đất nước, nhưng mà khi đã hòa bình rồi thì chúng ta lại lại có những người bạn tốt, ví dụ như Pháp 80 năm đô hộ, thì cuối cùng ta với Pháp vẫn là đối tác chiến lược, rồi ta với Mỹ, rồi ta với Nhật. Thì nếu các anh chị mà quen em biết là việc ta bạn Trung Quốc là kế thừa của những người bạn trước, có phải không thưa quan? Dạ đúng anh. Đó, mình phải nói ra rằng việc ta bạn Trung Quốc, ta đối tác chiến lược Trung Quốc là kế thừa những bạn người bạn cũ. Ví dụ như Nhật ngày xưa là đã làm Việt Nam chết đói 3 triệu người, Việt Nam điêu đứng ngày xưa, ta xin lỗi người Nhật ngày xưa ta ngoài phát chiến Nhật đấy, ta làm đất nước điêu đứng. Rồi Pháp 80 năm, rồi Mỹ 20 năm, rồi Pol Pot, nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn vẫn những nước đó vẫn là đối tác, vẫn là những người bạn tốt của dân dân Việt Nam. Ở Việt Nam Dạ ta thì thì cái đó. có hòa hiếu, tức là chuyện lịch sử gác lại, hướng tới tương lai thì Chuyện Trung Quốc nào cũng ra không chuyện bằng đó với mọi luôn người anh. hả? À, chuyện nào ra chuyện đó, tức là cái Chuyện truyền nào thống của người Việt á đó, không anh cho xâm nói hết ý phạm, rồi, tức anh là xâm phạm. Dạ cho nói hết ý nữa, anh nói đi tức là anh. Trung Quốc cũng là dạ trường hợp không không cũng là trường hợp không phải là ngoại lệ, cũng cũng đối với dạ nước những người Mỹ, những người Pháp, những người Nhật, những người Pol Pot và chúng đấy. Như Việt Nam khi xong với Việt Nam với Campuchia vẫn là người bạn tốt, vẫn láng giềng tốt. Thì để nói đây để các bạn biết là cái tính hòa hiếu dân tộc Việt Nam, chứ không phải chúng ta sợ Trung Quốc, không phải chúng ta là chư hầu Trung Quốc. Nhưng mà cái gì cái đó khi hòa nhập lại rồi thì đôi bên cũng phải hợp tác, đôi bên có lợi. Đó, hợp tác lại để tránh chiến tranh, đồng thời làm ăn kinh tế để xây dựng đất nước, họ xây dựng đất nước họ, mình mới xây dựng đất nước mình chứ. Còn nói lại cuộc chiến tranh 19 thì chắc là các bạn biết rồi, mình không nói lại nữa, nhưng mà đây cũng có tác động của Mỹ đấy. Dạ. Lúc là Mỹ họ hứa là nếu mà Trung Quốc mà đánh Việt Nam thì họ tài trợ 1 tỷ rưỡi đô la đấy. Trung Quốc tài Mỹ tài trợ Trung Quốc trong cuộc chiến 1 tỷ rưỡi đô la đấy. Dạ. Và Mỹ sẽ hứa là Mỹ đưa công nghệ vào đầu tư của Trung Quốc, như là từ sau cuộc chiến tranh 19 thì kinh tế Trung Quốc lên rất mạnh, rất nhanh. Khoa học kỹ thuật Trung Quốc phát triển rất mạnh là do người Mỹ ta đầu tư vào công nghệ này, đầu tư vốn vào các nước tư bản ta đầu tư vào. Nên là Trung Quốc đánh Việt Nam để lấy lòng các nước phương Tây đó. Trung Quốc nhưng đánh nhưng Việt nhưng Nam mà anh là chưa nhưng mà anh chưa Phan, thí dụ như cái chuyện mà anh mới nói mà Mỹ hứa sẽ đầu tư cho Trung Quốc nếu Trung Quốc đánh Việt Nam á, thì cái đó là trên tinh thần là chỉ có giống như là ngoài lề thôi đúng không, chứ không phải đúng rồi. là vấn đề. Dạ giống như mình tìm. cái này là mình cái này mình đi xem phim thời sự với các nhà báo ngoài tôi biết tôi nói mà. Dạ tức là cái nguồn Tôi tin đó phải là nói có, nhưng mà nó thuộc diện là không chính thống đúng không ạ?
Không giống, cái này là tin tình báo, là tin các báo Dạ tin này dạ là người ta nói. Tại sau này người sao? ta giải mật ra Tại đúng không? vì Trung Quốc bây giờ là muốn giữ mối quan hệ Mỹ, nhưng mà Mỹ tôi không tin được. Mỹ tôi không tin được, như là Trung Quốc mở cuộc chiến tranh tổng tiến công sau thì mình mới bắt 6 vạn quân vào để thể hiện cho quan thầy Mỹ biết là Trung Quốc sẵn sàng là làm những gì mà để cho người Mỹ tin tưởng. Thế là sau cuộc chiến tranh Dạ. 19 Việt Nam là Mỹ rất gần với các nước tư bản. Sau khi mà các nước tư bản đầu tư Trung Quốc mấy chục năm trời, Trung Quốc lên mạnh quá, bắt đầu mặt người Nhật, người Mỹ, người Anh bắt đầu buông ra. Các nước châu Âu, Liên minh châu Âu buông ra, kiềm chế Trung Quốc là kiềm không nổi. Đó, như là các em các bạn tìm hiểu là sau chiến tranh 19 Việt Nam là kinh tế Trung Quốc lên rất nhanh, Trung Quốc bán hàng rất là nhanh. Dạ. Công nghệ Trung Quốc là quan hệ với các nước tư bản rất là chặt chẽ. Chỉ có Trung Quốc là duy nhất trong nước xã hội nghĩa là bình thường hóa quan hệ với lại đối tác làm ăn qua lại với các nước tư bản. Còn Liên Xô, Việt Nam là lúc giờ bị cấm vận ngặt nghèo luôn. Như vậy. Cho nên Ở là dưới đây Mỹ là thiên hạ đó. dạ dưới đây anh Đồng Okili nói câu em thấy cũng hay nè anh chú Phan. Đa phần dân Việt Nam trong nước không bao giờ nhắc đến chiến tranh, chỉ cái đám Ba Sọc thôi. Cũng đúng á anh Minh, tại em nghĩ thế này là không phải là họ quên, họ không nhắc đến mà không phải là họ quên, nhưng mà tại vì họ muốn người Việt Nam á, người Việt Nam chúng ta là luôn cái tinh thần, cái tính gọi là gì, mình có cái truyền thống gọi là cái quân tử á, Đúng chuyện gì rồi, đã hòa qua hiếu, rồi là có tính hòa họ hiểu hiếu. mình đúng không anh, thì mình cho nó tạm thời mình quên, mình bỏ, mình không nhắc tới để mình tập trung vào xây dựng kinh tế, nhưng một về một góc độ nào đó cũng luôn nhắc nhở cho con cháu là phải biết là cách phải biết cảnh giác những thế lực nào và những cái ai. Còn cái vấn đề cái đám Ba Sọc này nó luôn đề cập cái câu chuyện này á, là để nó làm cái gì, cái mục đích của nó là không ngoài cái câu chuyện nó khơi gợi, nó ép người dân vào câu chuyện là bài Trung Quốc, Hận thù là Trung Quốc, đúng rồi, hận thù Trung Quốc, là cái mục đích chính của cái đám Ba Sọc là như vậy. Cho nên tại anh nói đúng, rất đúng là cái đa số cái chuyện này là do cái đám Ba Sọc nó khơi gợi không à, chứ còn người dân thì trong nước người ta hiểu được câu chuyện này mà. cuộc chiến qua rồi thì ta Trung Quốc là bình thường hóa quan hệ, thì mọi mối quan hệ, mọi cái lịch sử thì tạm thời gác lại, thì chúng ta cùng cùng với nhân dân Trung Quốc là quan hệ lại và hòa hiếu lại để xây dựng đất nước cho nhân dân hai nước, là bớt cái đau thương đã qua đi. Chứ bây giờ thì một cuộc chiến qua đi thì mình có giận người ta cũng không lấy lại được, mà có đánh người ta thì cũng không được. Bây Dạ. giờ là cái nguyên tắc của hòa hiếu là cùng hòa hiếu, bây giờ thôi thì cùng thù địch thôi. Chứ nhưng mà mấy anh mấy chị ba sập thì cứ muốn là nhắc lại cuộc chiến này, muốn Việt Nam có hận thù nhau, cứ mang gươm giáo mà đánh nhau cả đời, các anh mấy chị mới thích. Cái đứa thứ hai là các anh chị là dễ bài chung, dễ bài chung Đúng rồi. vấn đề cho nó, đúng Thì cái rồi. mục đích cuối cùng của họ, chú Phan, cái mục đích cuối cùng của họ thì không nằm ngoài cái câu chuyện là muốn gây rối cái tình hình trật tự ở trong nước. Anh công nhận không? Nếu bây Đúng giờ rồi. họ cứ gọi cứ đưa câu chuyện họ kích động người dân á, là người dân mà cứ luôn mang cái tư tưởng mà hận thù giống họ đi, em nói giờ hận thù giống họ đi, 40 mấy năm qua cái chiến Đúng tranh nó rồi. đã khép lại, thì bây giờ chỉ lo là xây dựng đất nước như thế nào cho nó tốt, cho nó đẹp, thì họ không chịu, họ cứ muốn khơi gợi lại cái câu chuyện đó, và chứng tỏ rõ ràng gì là 40 mấy năm qua họ cứ ra rã, cứ quay về điên cuồng cắn phá đất nước và cứ mang cái chiêu bài là Trung Quốc đó. Cái chính của họ là Theo thiệt là chỉ muốn phá hoại đất nước thôi, chứ không phải là muốn là người dân hay là bài Trung Quốc hay là gì cả. Cái đó chào là Du Nam với cái chào đích các đến bạn cuối nhé. cùng của họ. Dạ. Tức là Chào Du Nam nha. họ kết cục đời họ mình là làm nô lệ, làm chư hầu Trung Quốc với lại bưng bô Trung Quốc, tức Đà. là họ kết cục đời họ Đúng quay lại rồi. bài bác. Đúng rồi, đúng rồi. Chào Nguyễn Văn Tập, chào các bạn nhé. Cho nên là người Việt Nam có cái lòng hòa hiếu hàng 3.000 năm nay rồi, 17 cuộc chiến tranh Trung Quốc, là 17 cuộc chiến tranh xong rồi ta lại quan hệ với Trung Quốc. Đó. Ta Trung Quốc có truyền thống như vậy rồi. Thứ hai là ta với Mỹ cũng là vậy, ta Pháp vậy, rồi ta với Nhật như vậy, các nước đều như vậy hết chứ không phải mình Trung Quốc. Nếu mà ta mà hòa hiếu mình Trung Quốc thì chắc tụi nó là bài bác nữa. Nhật với ta, Nhật Pháp với ta, Mỹ với ta giờ như hai người anh em vậy, như cái người anh em vậy chứ không có gì là thù hằn, nhất là người Nhật với ta là quan hệ rất là tốt. Đây cái Dạ gương đúng như tụi anh. nó soi rồi tụi nó không chịu soi, tụi nó chỉ soi Dạ mà tụi nó đi soi cái bát mẻ thôi, cái gương nó không chịu soi. Người Nhật với Việt Nam là hai nước quý nhau như anh em, để người Mỹ với người Việt, nhưng mà chúng nó không chịu, cái gương như vậy nó không chịu soi, nó cứ moi móc vấn đề như vậy.
những lúc đất nước Nhưng ta hiện mà có tại cuộc chiến, những lúc đất nước ta có cuộc chiến với cả Trung Quốc hàng đưa ra hơn nửa triệu quân nhân, một ngày chết biết bao nhiêu người thì không thấy mặt mũi nó đâu, chẳng thấy nó chửi Trung Quốc rồi, chẳng thấy nó bài xích Trung Quốc rồi. Thế lúc này cuộc chiến nó qua là hai nước nó khép lại quá khứ, đã bình thường đó quan hệ rồi, một năm là xuất khẩu qua lại lên đến 100-200 tỷ đô la rồi, là nó quay sang nó bài xích, nói đủ thứ. Nào là ông Trọng người Trung Quốc, là đúng là người dân đi tụi anh vào nó bố mày là con là hán đâu, Thì khổ nó là kiếm đủ đường đủ kiểu mà anh Chu Văn, không thậm chí tới cái lá nó mắc cờ đó, anh từ nhớ không? Đó, đúng rồi. từ cái lá cờ tụi nó cũng cố tình, tụi nó lôi kéo, tụi nó xuyên tạc à, trong khi hỏi chỉ cần hỏi một câu, hỏi đi hỏi lại hoài mà tụi nó không chịu trả lời, là chỉ cần là trả lời cái là giữa hai nhà nước Trung Quốc và Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Việt Nam, cái bên nào người ta là người thành lập trước thì lại không chịu trả lời, mà cứ lôi cái câu chuyện lá cờ vào xuyên tạc, không nằm mục Nói đích chung là là chống phá thì là cái gì? lá cờ thì cờ Việt Nam có trước, mà chúng là nước Việt Nam thành lập trước nước Trung Hoa, rồi cờ giống giống nhau, rồi cờ Maria với cờ Mỹ nó giống giống nhau thế đó, nó ná giống nhau, rồi cờ Pháp với cờ Nga nó ra ná giống nhau, mỗi cái nó quay dọc quay ngang, cho nên là chúng nó thì nó cứ bôi bác vậy thôi, nói như Những có người có lương tri thì đã gác lại quá khứ để tiến lên phía trước. Chỉ có bọn phá hoại chúng mới moi lại quá khứ đau thương của dân tộc Việt Nam. Đúng không Bali? Thì cũng như tôi đã nói là chúng thực ra là cái chúng cố tình chúng moi lại, chúng khơi gợi và cứ dồn cái kiểu áp lực đến cho người dân, đến áp lực đến cho chính quyền, là mang cái tư tưởng là để căm thù hay là bài xích Trung Quốc như họ, đúng không ạ? Không Đúng rồi. chịu á, trong khi á thì miệng của họ cũng luôn luôn là hô hào là đấu tranh yêu quê hương yêu đất nước, thì mọi người cũng thấy rõ cái hành động của họ là yêu cái gì. Đất nước, yêu đất nước thì các anh phải tập trung như thế nào, các anh xây dựng đất nước, đưa kinh tế đất nước đi lên để sánh vai với cả là các cường quốc năm châu, thì cái đó mới là yêu đất nước. Còn đằng này các anh miệng thì các anh kêu là đấu tranh yêu quê hương yêu đất nước, mà các anh cứ xúi dân là phải là ghét người này bỏ người kia, à là phải kích động lòng dân lên để gây chia rẽ với các nước xung quanh, các nước khu vực và cả cả các nước trên thế giới, thì cái đó họ yêu cái gì nữa, chẳng hiểu họ yêu cái gì. Dạ, xin mời anh Châu Phan Thế nói tiếp. rồi các chị là đấu tranh dân chủ, các anh chị cho là Việt Nam là yếu hèn này kia, nhưng mà cái quan điểm ngoại giao thế giới giờ nó khác ngày xưa nhiều. Thế giới giờ ta lấy kinh tế làm cái thước đo quan hệ, giờ ta vừa hợp tác vừa phát triển, vừa hợp tác vừa đấu tranh, chứ vừa là đối tượng vừa là đối tác, chứ ta đâu có như ngày xưa đụng cái là đánh nhau. Bây giờ ta không, thế kỷ 21 thì ta văn minh, có thể là cuộc chiến bằng thương mại cũng có nữa. Đúng rồi, tiền đạt họ cố tình họ kích động phá hoại, kích động cái lòng dân, họ rất là nham hiểm, nhưng mà cái nham hiểm của họ là tức là họ dùng cái chiêu bài gọi là yêu nước đó. Mọi người thấy đó, có đó là cái độ đẻo của họ nằm đây không? Thì anh xin chào anh Phạm Sơn ạ. Xin mời anh Chu Phan chia sẻ tiếp ạ. Rồi, cái vấn đề mà Trung Quốc với Việt Nam như vậy, nhưng mà mấy anh ba que thì anh không chịu nhìn nhận, anh cứ cho là nhà nước Việt Nam là sợ với lệ thuộc, cứ phải là đương đầu với Trung Quốc, thì Việt Nam quyệt quệ về kinh tế, quyệt quệ mà về văn hóa chính trị, rồi bắt đầu anh nước ngoài vỗ tay anh hoan hô. Còn đất nước có chiến tranh, cái anh chạy mất dép này đâu có thấy đâu, anh cứ coi đồng đô la to hơn cái dòng họ này, các anh ấy nó khổ Chào rồi. Nguyễn Bích Liên. Em xin hỏi anh Chu Phan cái này nè, tức là anh Chu Phan thì cũng là người lớn tuổi và cũng chứng kiến ít nhiều về cái lịch sử đất nước á. Thì trong cái câu chuyện mà anh thứ ba nhìn nhận lại thì các mình gọi em gọi là cha anh đi nha, hay nói chung gọi là những vị lãnh đạo của đất nước, trong cái đường lối mà họ đối ngoại cũng như là vấn đề là đối phó với cái anh bạn to con á, từ những cuộc chiến từ ngày xưa tới giờ luôn, xưa quá thì thôi mình tạm thời bỏ Đã qua, giống như cái thời điểm anh biết được đi, thì theo anh thấy á, cái tầm nhìn của họ nó có vấn đề là sáng suốt và rất là vĩ mô không? không, bây giờ ấy, chúng ta người trong nước thì bây giờ chúng ta nói thì nhiều khi mấy ba quen cứ cho là mình bưng bộ cộng sản, cái gì nước mình cũng hay, nhưng mà đây là mình nói là chuyện có thật nhé.
Mình nói thực là Dạ Mỹ đúng đấy, Việt anh. Nam đã vậy, hẳn thù đang có vậy, nhưng Mỹ vẫn phù hợp, vẫn phải chơi Việt Nam. Đây Dạ. là vấn đề, chuyện có thật nhá. Dạ. Rồi cái chuyện hành chính phủ ta có hay không thì ta biết, ta là người vấn đề Mỹ, vấn đề Nhật Dạ. nhá. Nhật sang Việt Nam làm chết đói 3 triệu người, làm bên Việt Nam đi không nổi, đi dẹo đẹo, đi cứ ngã lăn ra lên, tức là đi không nổi, nghèo đói cứ Dạ. vậy. Nhưng mà không bao Dạ. giờ mình nói người Nhật một tiếng, không bao giờ mình bắt người Nhật xin lỗi. Trong đó là Hàn Quốc, Dạ. Trung Quốc giờ đang với chiến tranh, gọi là chiến tranh mõm với Nhật, bắt Nhật xin lỗi. Rồi ta với người Pháp cũng vậy đấy. Khi mà người Pháp thua Điện Phủ, người Pháp rút về, ngay đến khi mà ta đàm phán Paris, người Pháp giúp đỡ Việt Nam đến nơi chốn. Đấy, Dạ. cuộc đàm phán cho ta với Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa ở tại Paris, nhân dân Pháp thì chính phủ Pháp ủng hộ Việt Nam đến nơi chốn. Rồi người Pháp là ta cũng vẫn cứ coi người Nam là Việt Nam. Rồi đến Trung Quốc cũng vậy, thì ta nói những câu chuyện từ đầu giờ, ta thể hiện rằng cái cách ngoại giao nhân dân của Việt Nam rất là giỏi, phải công Dạ. nhân như vậy, phải công nhân như vậy Thì đó. điển hình Bao đó nhiêu người theo cựu thù theo rồi trở thành bạn thân hết, bao nhiêu cựu thù trở thành thân, bao nhiêu cựu thù bây giờ là thành nước trao đổi thương mại lớn nhất thế giới. Trung Quốc lớn nhất, Mỹ lớn Dạ. nhất, rồi Pháp, rồi Đức, rồi các nước. Nhật hiện nay là Nhật đầu tư Việt Nam nhiều nhất, rồi Hàn Quốc là từng mang quân sang quân sang miền Nam, Việt Nam tàn sát dân Việt Nam bao nhiêu. Tuy nhiên không, Hàn Quốc không đứng lên là gây chiến Việt Nam, không không trực tiếp lên chiến tranh Việt Nam, nhưng mà thông qua đi lính đánh thuê cho Mỹ, đã vào Việt Nam, giết biết hại biết bao người dân Việt Nam rồi. Nhưng mà giữa Việt Nam và Hàn Quốc bây giờ đi hai cái bạn thân vậy, chứ chúng ta không cần nói Thì đó. trực tiếp Mỹ với Trung Quốc thì để nói lên cái vấn đề ngoại giao của chính quyền của nhân dân Việt Nam là rất là tốt, rất là có trước có Thì đó. sau. Dạ, rõ ràng cái câu Đúng rồi. chuyện á thì như em cũng thấy được là mình thì thật sự là mình không hiểu nhiều, nhưng mà mình nhìn qua những cái gọi là những cái sự kiện của từng tổ chức trên đất nước Việt Nam á, thì cái điều đó là cũng truyền đạt cho em thấy được là cái tài ngoại giao và cái tài lèo lái đất nước, giống như cái việc mà mọi người thấy á, là cái sự kiện tổ chức là đàm phán giữa ông Tổng thống Trump và ông Kim Jong Un được tổ chức tại Đà Nẵng, đúng không? Thì Rồi sự kiện những khu những cái tàu sân bay của Mỹ ghé thăm Việt Nam, và mới đây nhất nữa là cái anh bên bên em thấy bên trang Phạm Sơn có đăng cái bài á, là một cái tàu gì của Mỹ á, là tài trợ cho Việt Nam á, sau khi họ sửa chữa họ đại tu lại và họ đã treo cái lá cờ Việt Nam ở trên cái tàu đó, mà tại đất Mỹ nha, tại lãnh thổ ở bên Mỹ, lúc mà cả hình ảnh nó kéo cái tàu ở bên Mỹ để chuẩn bị bàn giao cho Việt Nam, thì cái đó thì em thấy là cái vấn đề đó là cái những cái tài lãnh đạo và lèo lái đất nước, là cái đó là không thể chối cãi được, và đúng rồi. mình cũng không thể nói là mình đưa cái câu chuyện này ra mà áp đặt cho mình là bưng bô hay nịnh nọt gì cả, bởi vì đây là cái gì, đây là sự thật. Và sự thật này là được cả thế giới công nhận, chứ không riêng gì anh em chúng ta công nhận. Anh công nhận với em điều đó không ạ? Đúng rồi. Dạ. Rồi nói câu chuyện ngoại giao thì ta lại nói đến Hàn Quốc và Triều Tiên. Hiện nay Triều Tiên và Hàn Quốc là hai nước mới có hiệp định bình chiến, hai nước đang kiêu thủ nhau mà ta quan hệ cả với hai miền mà không miền nào ta trách Việt Nam. Đây là một lối ngoại giao cực kỳ là đa phương, cực kỳ là khôn khéo mềm mỏng của ngành ngoại giao ta nhé. Dạ đúng rồi, anh Phương, tàu tuần tra của Hoa Kỳ tặng cho Việt Nam. Đúng rồi, nói như vậy. Thế nên là cái vấn đề ngoại giao là chuyện có thật, chứ không phải là chúng ta ngồi đây chúng ta chỉ có nói là chúng là chỉ có ngoại giao ta Trung Quốc không thì nó hơi thiếu sót, nên là mình nói rộng với các đối tác như vậy là hầu như thế. Là nhưng mà mấy em AQ thì mấy em không công nhận đâu, mấy em cứ bảo là ta là bị Trung Quốc nó lái thì bọn anh chị lái xuống, mà chỉ có anh em bây giờ thì anh cứ chạy nước ngoài anh sống được phải không? Dạ thì dạ cũng như Boli nói nè, tức là Boli cái sự nhìn nhận của Boli là em thấy cũng rất 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 là chính xác nè. Chúng khơi lại để kích động hận thù, khi hận thù thì sẽ có đối đầu, khi đối đầu thì sẽ có thiệt hại, và khi thiệt hại thì bọn chúng sẽ có cơ hội để lật đổ cộng sản đó. Tức là cái đích đến cuối cùng của cái thành phần chống phá ở nước ngoài á, là không nằm ngoài mục đích này. Tôi rất công nhận với Đúng rồi. Boli và cái điều này. Và ở đây á thì cũng liên tục á, thì cũng xin có một cái câu của bạn Hoàng Nguyên nè. Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đối với Việt Nam chúng ta là một cuộc chiến tranh ngoài mong muốn, vì nhân dân Việt Nam không muốn chiến tranh. Còn phía Trung Quốc có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc họ thúc đẩy một cuộc chiến tranh với Việt Nam. Trong đó có ba nguyên nhân chúng ta cần nhìn nhận. Thứ nhất, nội bộ Trung Quốc lúc đó có những vấn đề
nhất định. Họ muốn đẩy sự chú ý ra khỏi biên giới của họ bằng Đúng rồi. khẩu hiệu dạy cho tiểu bá vương Việt Nam bài học. Tiểu bá Đúng nha, rồi. xin lỗi nha, dạy cho tiểu bá Việt Nam một bài học. Đâu rồi, tôi đang chạy lên này. Xin lỗi mọi người. Thứ hai, họ muốn Pol Pot được tồn tại bằng việc thúc đẩy cuộc chiến sẽ là Việt Nam chùn bước tại Campuchia. Thứ ba, họ muốn Việt Nam phải thực sự phụ thuộc vào họ. Họ có thể tác động đến các quyền quyết định chiến lược của Việt Nam, giảm sự ảnh hưởng của Liên Xô lên Việt Nam. Rất là sâu sắc. Đó, đây thì theo tôi đây là cũng những tư liệu quý để cho giới trẻ được nhìn nhận ra được cái thực chất của cái cuộc chiến biên giới phía Bắc và cũng như cái thực chất của cái anh bạn to con như thế nào. Nhưng mà ở đây cũng luôn luôn nêu cao cái tinh thần là chúng ta không có ham muốn chiến tranh. Đó, không có ham muốn chiến tranh, người Việt Nam thật sự là không ham muốn chiến tranh. Nhưng mà khi đã dồn người Việt Nam vào cái con đường buộc phải chiến thì người Việt Nam sẵn sàng. Đúng không ạ? Cái đó là cũng là một cái tố chất của người Việt Nam chúng ta là theo em nhìn nhận á là từ từ ngày xưa tới giờ luôn. Thì Dạ xin mời anh. đối với tình hình Chào quốc lời tế tiếng cũng mai. như tình hình cho anh nói một chút là đối với tình hình quốc tế cũng như tình hình Dạ. quan hệ Việt Nam Trung Quốc nói chung là hiện nay là rất là ổn. Vấn Dạ. đề bên Đông là vấn đề bên Đông thì nó là tranh chấp nhiều bên, tranh chấp cả thế giới với Trung Quốc, nói chung là cả thế giới với Trung Quốc chứ không phải là mình Trung Quốc với Việt Nam. Thứ nhất là Dạ. năm nước, thứ nhất là năm nước và vùng lãnh thổ ở châu Á, ở Đông Nam Á. Đấy, bên cạnh đó thì có quyền lợi của Nga, quyền lợi của Mỹ, quyền lợi của Nhật, của Hàn Quốc. Đó, người Nhật mà nếu bên Đông, nếu bên Đông mà vào tay Trung Quốc thì họ không có đường vào nhà họ, Hàn Quốc cũng vậy, họ đi đường vòng rất là xa. Cho nên là cái vấn đề Dạ. bên Đông là vấn đề là của chung của toàn thể khu vực, của toàn thế giới chứ không phải mình Việt Nam. Nhưng mà với anh mà quay lại cái đối với Việt Nam, tại sao không giữ bên Đông, nó khổ vậy. Cho nên là chúng ta đấu tranh cái vấn đề gì chúng ta phải nhìn nhận thì thế giới quốc tế tình hình là diễn biến như thế nào, chúng ta đấu tranh chứ không phải là chúng ta cứ thích rồi chúng ta nói thích chào nhàn nữa, thích ta nói thích ta làm. Cho nên là bao nhiêu vụ mà xôn xao bên Đông cuối cùng cũng qua thôi, không em đâu có gì đâu. Nhà Dạ. nước đưa ra khẩu nhà nước ta đưa ra khẩu hiệu là hai chữ B mà, bình tĩnh và bình thường. Tức là Dạ. đối với Trung Quốc họ làm gì thì cứ kệ họ, chúng ta cứ bình tĩnh và bình thường, không vấn đề gì phải 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 căng thẳng cả. Chào Nguyễn Hữu Chứ Nhàn họ đi nha. tàu lúc họ đi tàu họ đi bằng họ đi bằng bên Đông bằng họ cũng phải về, không phải về căn cứ họ đóng à. Dạ đúng rồi anh Mầm Sơn. Tức là Đúng bây giờ nói rồi. đi nói lại gì nữa là rõ ràng cái câu chuyện này là cũng chỉ là mấy anh ba sọc mà anh cứ lợi dụng cái yếu tố mà anh bạn to con này anh lôi vào để anh gọi là đả kích chính quyền, cái đó cái nhất. Cái thứ hai đó là họ lợi dụng vào để họ khơi gợi cái lòng hận thù của người dân Việt Nam. Họ muốn người dân Việt Nam giống như họ bây không được yên giờ ổn bây đó, là giờ phải là cứ xáo trộn lên họ mới chịu. bây giờ Dạ thưa nói em. quan các bạn cho mình nói về hai câu chuyện, một câu chuyện Biển Đông và câu chuyện Việt Ấn Độ Trung Quốc ấy. Câu chuyện Biển Đông là cái vụ lộn xộn ở vùng Biển Đông năm ngoái, Trung Quốc họ biết là Việt Nam chuẩn bị hạ đặt hai hàng khoan ra hao quậy chứ thưa quan, nhưng cuối cùng Việt Nam vẫn hạ đặt ra hai hàng khoan thành công, 2 ngày hạ đặt xong 2 hàng khoan cực kỳ là nhanh, Trung Quốc không kịp trở tay, cuối cùng ta vẫn hạ đạt xong 2 hàng khoan. Cái vụ về Biển Đông lộn xộn ngoái rồi nói câu chuyện với Ấn Độ với Trung Quốc đó, hai nước cường quốc hạt nhân, hai nước cường quốc mạnh như vậy mà có dám đánh nhau đâu, đánh nhau trên tay không, có đánh nhau bằng gậy đấy, chết nó mấy chục người đấy. Thưa quan các bạn còn nhớ không, chào anh Cầm Nguyễn đó, hai nước lớn như vậy mà Anh đánh chào nhau chú như cục Cầm. trẻ con đánh nhau vậy, mang gậy cho đánh nhau, bằng chèn quốc đánh nhau, chết nó mấy chục người. Ấn Độ thì chết được 40 người, Trung Quốc thì chỉ 2 mấy người. Tại vì tình hình quan hệ quốc tế đâu phải cứ đánh nhau có phải không. Đúng Bây rồi anh. giờ vô tình một nước này mang súng nó bắn ngay là nước kia nó mang bạn này bắn, nó bắn ngay là thành thành cuộc chiến khu vực ngay, thưa quan nhớ. Dạ. Cho nên là lính hai bên lao đánh nhau như trẻ con, lao mang gậy mang cuốc mang đinh ba nó bổ nhau, nghe nói là Trung Quốc chuẩn bị trước đinh cái đóng quả gậy nó đập Ấn Độ chết nó 40 người, đinh nó đóng quả cây gậy đinh 10 đóng cây gậy nhà nó bổ chết được 4 người, còn Ấn Độ chết 2 mấy người, đánh nhau gì còn ít. Đây để cho các anh các chị ba sọc biết là không phải là
mình là một nước lớn thôi, mà mình là một nước nhỏ mà cứ thích đánh nhau như vậy đấy. Đánh nhau là ảnh hưởng rất lớn đi, ảnh hưởng phần còn lại thế giới, ảnh hưởng trực tiếp với hai nước. Cho nên là mình nói câu chuyện Ấn Độ thì các bạn biết là Ấn Độ cũng đâu có sợ Trung Quốc, mà Trung Quốc đâu có sợ Ấn Độ, nhưng mà buộc phải giữ giữ hòa bình, để môi trường hòa bình cho khu vực, cho hai nước. Dạ, một ông 1 tỷ, một ông một tỷ tư, mà hai Đúng đâu có rồi. ông nào mà ngán ông nào. Đâu là nào, nhưng mà vấn đề với lại quan hệ quốc tế vì vì dân tộc người ta là ta phải nhịn. Dạ Để cuối cùng thì Việt hai nước Nam bây chúng giờ ta coi như đây là cũng mình chủ rõ hóa quan ràng. hệ rồi. Anh chào thưa quang, anh chào các bạn, cảm ơn em nhiều đấy.